Xin chào các bạn, đây là Bảo Na, học toán sơ đồ thầy Sơn. Hôm nay tôi sẽ thuyết trình bài học hình vuông, hình tứ giác, hình chữ nhật. Nhóm 1, ví dụ thực tế, đồng hồ, khung ảnh, cuốn sách. Nhóm 2, kiến thức cần nhớ, hình chữ nhật, hình tứ giác. Nhóm 3, nội dung bài học. Đọc tên A, D, M, N, D, C. Đếm hình có hai hình tứ giác. Nhóm 4, luyện tập. Vẽ sơ đồ tổng quan, quay video thuyết trình, luyện tập, bài tập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.